Minh Phi chào mừng quý vị đang đến với bản tin FBC tối ngày 6 tháng 4 năm 2017. Trong phần đầu của bản tin, Minh Phi xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. FDI đổ vào đồng bằng sông Cửu Long giảm đến 75% trong quý 1 năm nay. Doanh nghiệp khu công nghiệp vẫn than phiền vì bị thanh kiểm tra quá nhiều lần. Giá đùi gà Mỹ nhập vào Việt Nam chỉ hơn 15.000 đồng một ký trong năm 2016. Thưa quý vị, Nikkei vừa công bố chỉ số PMI trong tháng 3 của một loạt quốc gia, trong đó Việt Nam đạt 54,6 điểm, dẫn đầu các nước khu vực Đông Nam Á. PMI của Việt Nam trong tháng 3 dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với 54,6 điểm, cho thấy lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục cải thiện mạnh mẽ. PMI là chỉ số tổng hợp về kết quả hoạt động của ngành sản xuất, thể hiện sự tăng trưởng của một nền kinh tế. Đứng thứ hai trong khu vực là Philippines với 53,8 điểm. Chỉ số PMI của Thái Lan là 50,2 điểm, trong khi của Singapore là 50,9 điểm. Báo cáo còn cho thấy, các nhà sản xuất vẫn rất tự tin rằng sản lượng sẽ tăng trong những tháng tới. Kèm với dự báo gia tăng số lượng đơn đặt hàng mới và các kế hoạch mở rộng kinh doanh, ngành sản xuất liên tục là động lực chính cho tăng trưởng GDP trong quý đầu và cả năm 2017. Mặc dù đã có quy định cơ quan nhà nước chỉ được thanh kiểm tra doanh nghiệp một lần năm, nhưng theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hiệp Phước, mỗi doanh nghiệp vẫn bị thanh kiểm tra nhiều lần trong năm. Ý kiến được đưa ra tại buổi đối thoại giữa cơ quan quản lý và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp mới đây. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, hóa chất nông nghiệp, Vidan có nhà máy đặt tại khu công nghiệp Hiệp Phước. Theo ông Nguyễn Văn Phong, giám đốc công ty Vidan, mỗi năm doanh nghiệp ông bị thanh tra nhiều lần, chưa nói đến chuyện tiêu cực hay nhũng nhiễu. Ông Phong cho biết, riêng việc dành thời gian đón tiếp, giải trình các câu hỏi của đoàn cũng mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. Làm gì có dụng mà một cơ quan thanh tra đụng một cái hại thắng của công việc. Chúng tôi được quyền không mở cửa nha, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại là không tốt, cho nên chúng tôi thấy mà tích hoài như vậy thì nó bất hợp lý. Ở đây thì chúng tôi cũng không ngại có thể thanh kiểm tra, nhưng các bạn biết rằng khi mà đến thanh tra đến bản tính mà tiếp thì nó mất thời gian, người ta khổ nó nhiều lắm, và trong những doanh nghiệp thì ta có thời gian để tích những cái đoàn như vậy. Do đó, ông kiến nghị Ban Quản lý Khu Công nghiệp Hiệp Phước phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp HEPSA xây dựng tiêu chuẩn doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp. Với những doanh nghiệp đã đạt được tiêu chuẩn này, khi cơ quan muốn đến thanh tra doanh nghiệp thì phải thông qua HEPSA và khu công nghiệp. Đại diện Công ty Dầu nhớt và Hóa chất Việt Nam cho biết, có thời gian liên tục trong vòng 6 tháng, doanh nghiệp hết bị thanh tra nước thải là đến môi trường, sau môi trường lại thanh tra lại nước thải. Dù kết quả thanh tra lần nào cũng cho thấy doanh nghiệp không vi phạm. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Một khi doanh nghiệp nào đã có một cái uy tín, đã có những kết quả tốt trong một thời gian nhất định nào đó, thì hãy để cho họ có cái tự do một chút, hãy để cho họ có được cái lòng tin để họ hoạt động, mà không để suốt ngày là có thể tốn thời gian để thanh tra. Trước đó, vào giữa năm 2016, Chính phủ đã ban hành nghị quyết yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước chỉ được phép thanh kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần một năm. Nếu quá thì doanh nghiệp có quyền không tiếp. Quy định này chưa phải là văn bản pháp luật, nhưng các bộ ngành, ủy ban nhân dân các địa phương đã cam kết với Phòng Công nghiệp và Thương mại VCCI sẽ tuân thủ. Liên quan đến việc nhập khẩu ô tô nguyên chiếc, đặc biệt là loại dưới 9 chỗ ngồi nhập về Việt Nam tăng mạnh trong thời gian gần đây, trả lời báo chí tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ vừa qua, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng điều này không đáng lo ngại. Trong quý 1 2017, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam tăng 44,5% so với cùng kỳ năm 2016. Ông Dũng cho biết, theo lộ trình về thuế nhập khẩu giữa các nước ASEAN, thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2018, thuế sẽ trở về không. Còn riêng năm 2016, thuế từ 40% đã giảm xuống 30%. Cũng theo ông Dũng, về phía người tiêu dùng, thì khi giá bán rẻ, người tiêu dùng chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng ngược lại, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô ở trong nước chắc chắn cũng sẽ có những mối lo. Hiện Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã có chỉ đạo Bộ Công Thương cùng với các bộ có liên quan thành lập tổ công tác liên bộ ngành. Nhiệm vụ trước hết là gặp gỡ các doanh nghiệp hiện đang sản xuất, kinh doanh trong ngành sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô, giải quyết những vướng mắc, khó khăn. Thứ hai là bảo đảm phù hợp với quy định của WTO và tất cả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết. Quan trọng nhất là cân bằng lợi ích giữa người dân và các doanh nghiệp trong ngành ô tô. Dự kiến đến trước ngày 1 tháng 5 năm 2017 sẽ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để đề xuất những biện pháp phù hợp nhất. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình cải tạo sửa chữa chung, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ. Mục tiêu đến năm 2020, thành phố phấn đấu xây mới thay thế ít nhất 50% các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975.
Thành phố đã yêu cầu phải khảo sát, đánh giá hiện trạng và kiểm định chất lượng các chung cư. Trên cơ sở đó lập kế hoạch cải tạo sửa chữa, cũng như xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ. Trước mắt đến hết tháng 12 năm 2017 sẽ hoàn thành công tác cải tạo sửa chữa chung cư cũ. Đối với chung cư cần thay thế, xây dựng mới phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành ít nhất 50% số lượng. Cũng theo Ủy ban Nhân dân thành phố, đối với các chung cư có kết quả kiểm định là nguy hiểm thì phải tổ chức hội nghị nhà chung cư để xét chọn nhà đầu tư xây lại chung cư. Các phương án tạm cư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do nhà đầu tư đề xuất trên cơ sở thỏa thuận với các chủ sở hữu nhà chung cư. Hiện trên địa bàn thành phố có 474 chung cư cũ, trong đó có 56 chung cư đã được kiểm định trước năm 2016, còn 407 chung cư được kiểm định trong năm 2016. Kết quả kiểm định cho thấy hiện có nhiều chung cư xuống cấp nghiêm trọng phải di dời, phá dỡ khẩn cấp. Trong chuyên mục mỗi ngày một con số kỳ này thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 15.500 đồng. Đây là giá trung bình của một ký đùi gà Mỹ nhập về Việt Nam trong năm 2016. Mức giá này rẻ hơn rất nhiều so với giá bán trong nước. Theo Tổng cục Hải quan, năm 2016, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu gà từ Mỹ với tổng trị giá là 61,1 triệu đô la, chiếm 56% tổng giá trị nhập khẩu thịt gà của Việt Nam. Trong đó, đùi gà được nhập khẩu chủ yếu với 82.000 tấn trị giá 55,4 triệu đô la, bình quân 0,68 đô la mỗi ký, tương đương 15.500 đồng. Mức giá này rẻ hơn rất nhiều so với giá đùi gà sản xuất trong nước. Từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 3, mặt hàng thịt gà các loại có xuất xứ Mỹ được nhập về Việt Nam tổng cộng là 12.200 tấn với kim ngạch là 10,1 triệu đô la. Trong đó, mặt hàng đùi gà chiếm chủ yếu với 11.300 tấn, trị giá 9,2 triệu đô la, có mức giá bình quân trước thuế là 0,8 đô la mỗi ký, tương đương 18.200 đồng. Trước việc đùi gà Mỹ nhập vào Việt Nam có giá quá rẻ, năm 2015, Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ đã có ý định xúc tiến thủ tục khởi kiện gà Mỹ bán phá giá. Theo điều tra của Hiệp hội này, đùi và cánh gà tại Mỹ có giá bán từ 3,5 cho đến 4,5 đô la một ký, tức 70.000 cho đến 80.000 đồng. Hiệp hội đặt ra nghi ngờ về chất lượng của thịt gà Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức nổi bật trong nước. Ở phần tiếp theo, Minh Phi xin mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý trên thế giới. Đài Loan sẽ lắp ráp thêm 8 tàu ngầm bổ sung vào hạm đội tàu đã quá cũ. Trung Quốc đầu tư 1,4 tỷ đô la xây dựng dự án lấn biển ở Sri Lanka.